189 cặp nha các cái nhà, quá trời rẻ luôn. Thêm cái voucher nữa, giảm giá nữa. Thôi quá tuyệt vời, hôm nay có một em gái rất là xinh luôn cả nhà. Dễ thương quá trời luôn. Xuống điêu là hết rồi đó, xuống điêu là hết rồi đó, nhanh đi. Quá trời dễ thương luôn. Đúng rồi mọi người ơi, cái gối này thì tạo lên brand cho tầm khoảng 50 đi 50 slot thôi nha mọi người ơi. Nên mọi người thấy giá này thì mọi người bao lâu giúp em? Lớn đơn. Ok. Nó nhỏ hả? Cả nhà xem lại giúp em comment coi cả nhà ơi. Gói này bên em đã giảm giá rất là thấp rồi, cho nên là sẽ không có gói tặng kèm nha cả nhà ơi. Mình có thể mua kèm cho em nha. Giá này 500 hả? Chợ ơi, mua 500 giờ có tao có 189 sẵn mua đi mấy mày. Hồi nãy em nói một cái bán lẻ mua 200 mua đi anh chị ơi, bữa nay chuyện nói đó là có 190 rồi đó, nhà có 190 rồi đó, bữa 500 rồi còn mua, bây giờ có 190 nè. Nghĩ sao không mua đúng không? Đúng rồi. Liền kem liền liền tay vô vô mua liền người một cặp nha. Trời 400 một mấy người đặt sắc đặt bò rẻ rồi mọi người ơi. Con liền cái nhà ơi. Bà bạn chị có 190 trời chị 190 chị hốt liền chị ơi. Trời ơi cái tài khoản chị quá hay. Ừ. Ơi. Kinh khủng luôn, không chỉ là nội trợ đây. Chị cách kinh khủng luôn. Thôi mà sốt nào chị nhảy quá đã ghê luôn á trời ơi. Đúng rồi, nhấp vào nút mua liền nha cả nhà ơi. Linh em đang để cho cả nhà mình đó, nhấp vào nút mua màu đỏ cho em ơi. Có này trợ cho em không? Em ghiền rồi nha cả nhà. Được chú em săn cái này không có được. Mà đợt này em thấy em khoái mà giờ em ôm cái này em đâu có săn được đâu cả nhà. Em hướng dẫn cái này dạ vâng, em hướng dẫn lại cả nhà mình nha, cho cô chú anh chị mình ha. Ok. Cho em xin cái cam cận nha. Cô chú anh chị mình xem cái điện thoại của em nè. Đây. Mọi người, hiện tại mọi người đang thấy á, nó hiển thị cái link như thế này nha, sẽ có cái nút màu đỏ có chữ mua. Mọi người nhấp vô cái chữ mua giúp em nha cả nhà ơi. Đó, nhấp nhẹ vô chữ mua nè. Thì cho mọi người nhấn đặt hàng rồi đã lên đơn thành công rồi nha cả nhà. Có nhiều hổ rồi, anh nhắn tin vô. Chữ mua và chữ đặt hàng nha. Đó là mình đã lên đơn thành công rồi nha. Máy hút bụi em ở trong giỏ hàng nha chị yêu ơi, em qua máy hút bụi rồi, bây giờ chị vô giỏ hàng săn gì mẹ mua. Đúng rồi ạ. Đúng rồi mẹ ơi. Rồi. Và đi chưa ạ? Rồi mấy nha, cái này sốc. Ôi cái này đặt sắt đặt mấy ok. Mình cho 2 phút cuối nữa, 2 phút cuối cùng rồi mình qua mà không. 2 phút cuối, bên này sẽ chia cho chị Loan và lại sẽ chia của chị Loan 5.49k. Tăng thêm nữa được không? Mùa điêu được không? Mùa điêu đi chứ bây giờ. Mùa điêu đi, ok để em xin thêm nha. Hai người, ba người đang coi mà chỉ có 5 điêu là em không biết em có tăng được không? Có cái nào dưới 4-100 không? Có đó, đây nè nè, cái này là đang xin cho cả nhà đợi em. Cả nhà chuẩn bị nha. Dưới 100 ơi. 49k 180 mấy k. 180 mấy k mà hai cái mà. 100 nè cả nhà à, vô lẹ. 500k. Đang xin nha, chuẩn bị đợi xíu. Đợi xíu 5 giây, 5 giây xin rồi. Xin xếp nha. Cảm ơn chị Như nhiều. Trả lời lẹ đi xếp ơi, không tao đổi tao chị ra đó. Lẹ lên. Chuẩn bị lên đi nha cả nhà ơi.
nó đang lên cho cả nhà mọi người thấy là 189 là hai cái, khoảng một cái cả nhà ơi, hai cái luôn nè. Lên loa chưa? Dạ hết rồi. Cả nhà chia sẻ cho em 5k view đi, em lên lo lại cho cả nhà nha. Hát đây tới 12 giờ. Đừng đừng liền cả nhà ơi. Dạ rồi em đăng thiệt nãy giờ mà friend nãy giờ follow và like xem like chị Lan rất là nhiều nên friend đồng ý 10 view. Trời ơi. Thôi tới bây giờ 49k thôi cả nhà ơi, một cặp. Nãy nhiều chợ cái chăn nha, friend cho cái chăn đuổi á. Ủa vậy hả, chứ ngoài này hả? Đi xuống này đi ngon ngoài với mấy cha. Cái chăn chứ phải cái gối nha, chăn nha cả nhà. Rồi, nhờ mọi người comment 49k giúp em nha. Rồi, 49k nha. Lượt gửi nhiều nhiều nha, 500 lượt gửi đi. 500 lượt gửi em lên deal liền 10 deal. Ôi cái này đã chị ơi, 49k. 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 Ủa, ghi em giúp em cái điều 49 trước cho mọi người bỏ vô hàng xuống. Cái này là ba người đắp luôn chứ đừng nói hai người. Này là gì vậy? Túp liều ý tưởng nha, đắp chung một gò một mền nha. Đẹp quá à. Hai mình đắp vô đi rồi. Còn dư luôn nha cả nhà chứ đừng nói là hai người nha. Cái này là chất đuổi sơ rồi dạ, cho mọi người nha. 500 nha, 500 comment nha mọi người ơi, 500 comment nha. Rồi 500 comment, 49k cho mọi người em này luôn nè. Kích thước nó là 2m23 nha. Chưa có lên đâu cả nhà ơi, cả nhà cứ bấm vô nó trước thôi, chưa có lên. Chưa có lên mới để lên. Từ từ cả nhà ơi, từ từ cả nhà ơi. Hết rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh cả nhà ơi. Thử là bán hết rồi. Chưa. 500 comment hả? 500 đi à? Vậy giờ có lên không? Rồi chuẩn bị. Lên lẻ đi không đổi ý à? Vô à? Ok, để. Rồi chuẩn bị sắp rồi nè. 5, 4, 3, 2, 1. Cả nhà ơi, xong như cả nhà ơi. Xong liền. Rồi đã lên. Cái này nó đã hết rồi. 289 người xem một lúc. Chị đặt chưa? Dạ, đồ không? 69 rồi. Chị sao lại cho em ấy? Em quay được. Bán được. Em xăng nhìn chị thì em 10 cái. Hết rồi, mới đặt hết rồi chị. Hết rồi. Có xin thêm được không dạ? Nãy là bà chị bán được rồi. Em chưa kịp không hả nhà, sao kỳ vậy? Em chưa kịp. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua một cái điều. Nhưng mà ai xăng rồi ghi đã xăng. Ai xăng rồi, còn ai đã xăng giúp em đi. Cả nhà ơi, có ai xăng không? Ủa em cũng chưa kịp nè cả nhà, chứ đừng nói gì nữa. Thôi bây giờ mình bấm xin thêm đi, mình xin một cái giá siêu hời luôn nè. Bấm xin thêm nè. Bây giờ mình sẽ lên một cái deal cực kỳ hời trước. Sau đó thì tí nữa mình sẽ có những cái deal sau nữa nha mọi người ơi. Điều khác là anh ơi. Có nhiều anh chị chưa kịp là xin thêm giùm em đi. Không biết coi để chứ. Em chờ anh xin. Đang xin. Đang xin 50 cái đây. Chuyện này chơi lớn rồi. Chơi lớn đi. Rồi, rồi, cho nói rồi. Này, em này chắc đuổi sơ rộng hành cho mọi người nha. Kích thước của nó. Trời ơi, nay cậu râu nhìn đẹp trai quá. Cậu á. Có tốt không? Muốn có râu kìa. 139 nhân cả nhờ 139.000 thôi em mua liền nè. Lẻ tay lẻ lên. Kêu mấy đứa ở nhà. 5 cái cho chị lẻ lên. Rồi có cái không? Ở nhà em mua 100 cái cho chị. Có người mua được 100 cái. Mọi người ơi. Thôi mình coi có được 100 không em? Nhiều cái. Nè có đúng 100 tiêu không nha cả nhà ơi. 100 tiêu thôi, 100 cái quá trời luôn kìa. Ủa cái này áp hỗ trợ được một cái hỗ trợ rồi hả? Đúng rồi chị, phải đổi tài khoản tài hỗ trợ. Mình đổi tài khoản cho em cho anh chị. Tài khoản mới là còn xuống nữa, lẻ lên. Rồi, đi ở ngoài quả canh thương lắm. Không phải cái con nào mua? Con nào mua? Hết rồi. Có 100 cái à, mấy ngàn người đi xăng thì sao mua được? Ở nhà em xài cái này rồi. Em xài cái này rồi nha, trời ơi đã lắm. Mùa nực nó theo cái độ mùa nực mà mùa lạnh nó theo độ mùa lạnh đất càng ấm mà mùa nực nó đất thì nó càng mát thì càng nhà không. Chị ơi, cổ mua chờ thêm 129.000 rồi. Lên rồi. Đặt tiếp cái nhà ơi lẹ đi. Chị mới đứa nhà đặt rồi, đặt thôi.
À 129.000 nè. Mẹ lên. Mẹ lên. Ơi cả nhà ơi, free ship luôn nha. Tranh thủ chốt đơn liền giúp em nha cả nhà ơi. Mẹ nha cả nhà ơi, này có chồng đi thôi. Anh Sang khoái cái này rồi. Mua cái đó thoải mát lắm. Ôi cái máy xe gần tố à. Rồi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 quá đi. Có áo gối không chị? Có. Sản phẩm mình có áo gối không ta? Dạ không nha. Bữa nay không có cái giá quá trời rồi. À, giá thấp lắm rồi. Không, ở trong giỏ hàng nó có áo gối. Dạ không? Cái này không có áo gối. Ý là khách muốn mua áo gối chung với cái này luôn á là có. Ở trong giỏ hàng có không? Có cái mã áo gối riêng hoặc có mã áo gối. À có mã combo 2 chiếc vỏ gối nằm có tông poly á. Nếu mà cả nhà ok thì có thể vô ở trong giỏ hàng rồi mình vô gian hàng của Trăng Ga Gối nha. Xin 668 Lâm ơi, mình ở dưới. Nấu hứng bolero nè. Trời làm nơi ta xa cách, biết em về còn nhớ tôi không? Nói anh Tư, đang hay. Người về còn xa xa lắm, những anh tình ngày trả cho em. Để làm gì nói? Hay quá trời luôn, trời ơi nó ngọt. Quay. Một câu trăm năm sinh sứ biển đông, biển như tôi đến đêm. Hay rồi đó. Tí nữa là vẫn đi về qua ngõ nhà. Đây, cái nón quyền thoại nè cả nhà. Quyền thoại mà hát bolero mới ghê. Có ai có em nào mượn đổi thử không? Các em mượn đổi thử không? Đổi thử chụp hình nè. Được, thoải mái em. Đây, một dàn nhân viên nữ rất là dễ thương và đẹp luôn đó nha. Ủa? Đây. Cho luôn. Cho em luôn á. Cũng có bán loa nữa. Ở đây có ai mua loa không mọi người? Loa gì em? Hiểu loa đi em. Bên em bán loa karaoke với lại loa nghe nhạc. Không biết là mọi người có gì kênh TikTok của công ty em là Easy Gang. Mọi người follow kênh gặp em mỗi ngày luôn. Ngày nào cũng livestream luôn. Vậy hả? Follow kênh. Mà mọi người có nhiều xem nhiều không? Ủa? Gì vậy? Có gì video mà. Vậy mà tụi nó livestream. Ủa tiêu không đăng mà. Thì em nói em giới thiệu sản phẩm của Ela thế nào đây? Rồi, bên này bán mà, nói chung là lo nè mọi người ơi, lo karaoke, lo nghe nhạc. Giá rất là hữu nghị. Càng nhỏ như vậy, 33-2 ngàn dữ vậy. Dạ, cũng mới mở thôi anh ơi. Mới mở bà khủng luôn. Chậm dế nha, bữa nào chỉ anh ta mở. Kiếm em đúng không? Em bán lo karaoke.
ok với lại hàng nhạc giá rất là rẻ. Mua loa tìm em có hoa hồng 100% link cho bán YouTube luôn. Có em nói vậy chứ mua. Anh nói vậy đây là thuộc dạng như YouTube được. Rất là dễ thương ha.